Thì mọi người chắc là mọi người hãy cho mình xin ý kiến xem là có cùng bạn đi làm ở trên cái mảnh đất này được hay không. Bởi vì là từ cái trung tâm chỗ mảnh đất đấy, bây giờ là đang đi ra ngoài đường, khả năng là mình nghe thấy tiếng xe ngoài kia rồi. Thì cái khoảng cách đi ra ngoài đấy chắc cũng phải tầm 500m, 500m đường đi như thế này này. Đâu, từ cái đâu ấy? À, đi đến kia là ra đúng đến cái chợ. Wow, từ cái chợ này đi bộ về nhà tôi nó xa lắm. Ở đây phải đi đường từ cái chợ này đi về nhà Antonio phải mất gần một cây nữa. Xin chào mọi người, mình là Quyết Bonito. Còn đi phía sau mình đây là Tony Phong nha mọi người nhé. Hôm nay Tony Phong đang cùng mình đi sang bên nhà ông của Pazinho mọi người ạ. Đấy, ở phía trước kia thì là Pazinho, Manani với lại là Quỳnh Châu Phi và ông của bạn Pazinho nha mọi người nhé. Bây giờ chúng ta đang trên đường đi vào nhà ông bạn ấy, thì cũng sắp đến nhà ông bạn ấy rồi. Hôm nay chúng ta đi đến nhà ông bạn ấy có một chút chuyện là chúng ta sẽ nói chuyện với các bạn ấy, với ông bạn ấy, nói chuyện với ông bạn ấy nhé, để chúng ta sẽ giúp bạn Antonio, Pazinho có một mảnh đất để làm việc kiếm cơm mọi người nhé. Và khi mà nói chuyện xong xuôi, nếu như mà ổn thỏa thì Tony Phong đây sẽ chịu trách nhiệm giúp đỡ bạn Pazinho nhé. Thì cũng như mong muốn của khán giả trên kênh là chúng ta giúp đỡ bạn Pazinho có một công việc ổn định hay là có được một khoản thu nhập gì đó, cho nên là chúng ta quyết định là sẽ nhờ đến ông bạn ấy, bởi vì ông bạn đấy có rất là nhiều đất. Thì hôm trước Tony Phong đã cùng với Pazinho đi xem cái mảnh đất đấy rồi, nhưng mà mình chưa xem, thế là hôm nay mình với cùng Quỳnh với Anto với anh Phong chúng ta cùng đi xem nhé. Đây Quỳnh Châu Phi đây. Xin chào mọi người nhé. Mình từ nãy giờ đang đi ở phía trên kia. Ở đây đi qua nhiều xoài quá mọi người ạ. Thế giới của xoài luôn. Đấy, đi qua dưới là xoài này. Đang cả mấy anh em đang đi ở dưới này thì đi qua cái làng ở bên dưới thì là gặp ông của Pazinho đang chơi ở dưới đấy, thì đang thăm người ốm ở dưới cái làng dưới. Vậy nên là mình mọi người cùng đi với ông đi vào về nhà luôn. Đó. Hôm nay chúng ta đi đến nói chuyện một lần nữa với ông của bạn ấy, để xem là cái mảnh đất ông bạn ấy để lại cho bạn ấy làm việc thì ông sẽ để như thế nào. Bởi vì trường hợp của Pazinho không giống như trường hợp của Antonio mọi người ạ. Pazinho thì bạn ấy chậm hơn bạn Antonio rất là nhiều. Đó. Cái thứ hai là đất đai của Pazinho ông bà để lại cũng không giống như kiểu là của Antonio. Là của Antonio là bạn là con một. Bạn là kiểu như là con trai độc cháu đi tôn ấy. Thì ông bà để lại đất ấy thì chỗ đất đấy là đất của bạn luôn. Cho nên là bạn làm cái gì ở đấy thì rất là thoải mái. Nhưng ở đây đất mà ông bà để lại cho Pazinho thì là cháu, nhưng mà lại còn liên quan tới ở đây các anh em của nhà ông bà rất là nhiều. Đấy, cho nên là cần phải rõ ràng là cái đất đấy là để cho Pazinho làm việc thôi hay là có thể là xây nhà ở như thế nào. Đấy, thì chúng ta cần phải rõ ràng cái vấn đề đấy. Và cái đất đấy Pazinho có thể làm được bao nhiêu lâu. Đó. Nên là hôm nay Quyết với Quỳnh sẽ đến đây để nói chuyện. Dạ, ok. Agora, papa. Un tipo que terreno. Você fala que dá ele trabalha. Sim, na linha baixo. Então, eu também já conversar com ele. Primeiro, ele tem que conversar bem com a família. Sim, para que ele deixe ele o tempo de trabalhar como. E depois sair de produto, ele quer. Ele quer mais de 5 anos ou 10 anos. Aqui, a família aceitou ou não. Para ele que, pode ser ele meter o tipo de produto. Chega 10 anos ou 20 anos, vai sair de coisa para vender, entendeu?
Então, vamos precisar conversar bem quando a família aceita ele e usar do terreno mais do que tempo, 5 anos ou 10 anos. Então, vamos que vai ajudar ele a trabalhar ali ou plantar uma coisa. É assim. Agora que precisa uma fala de que do vocês. Esses sobrinhos são pequenos. Sim. Eles já são homens adultos, trabalham. Sim. São polícia. Outro trabalha na comarca, outro trabalha aqui na estação como polícia. Vem aqui de vez em quando. Então, a partir da quinta-feira que estava aqui, sim, até hoje ainda não veio. Sim. Não veio para. Mas ele tem o conhecimento e sim, ele concordou. Yeah. Agora o que falta é só nos mostrarem nos limites. Sim. Aquilo tem bananeira, tem mangueiras, tem goiabeiras, tem palmeira. Eles é que plantaram, né? Sim. Mas o que era mesmo bom é o terreno. Para trabalhar, trabalhar mesmo à vontade, sem problema. Sim. Trabalha sem problema. Porque aquilo é herança do falecido humano. É, o meu parente que morreu é que deixou aquilo. Sim. E está abandonado. Yeah. Viram, né? Naquele dia não viram? Está abandonado. Então, assim, é essa coisa, quando ele trabalha, tem muito tipo, né? E palmeira e grande, né? Quando ele cortou. Quando ele cortou, de que palmeira, de que mangueira. Então, pai vai aceitar. Ou a família também vai aceitar, né? Vai aceitar. Sim. Vai. Porque tem essa. E ele também está muito jovem. Então, quando trabalhar ali, uma coisa tem que conversar com toda a família. Sim, sim. Quando. E nosso também, quando ajudamos ele, também não quero confusão. É mesmo isso. É assim, né? É mesmo isso. Então, por isso, nós chegamos aqui para conversar bem com a família, com a avó também. Muito bem. Yeah? É boa ideia. Sim. Agora é assim. Nesse momento, ali não tem problema. Trabalhar, pode trabalhar à vontade. Sim. À vontade. Só que ele, falecido, deixou que o neném pequeno, ainda é pequeno. Agora, ele ainda não aguenta trabalhar. E a fazenda também não pode ficar só assim, sem ninguém. Sim. Tomar conta. Sim. Tem que se trabalhar. Mas era mesmo boa coisa, uma mata mesmo própria dele. Que ele tenha mesmo a mata dele própria. Isso é que a minha ideia também que tenho na cabeça. Porque aquele aí é só para tomar conta. Yeah. Trabalha, pode ter de comer e tudo, mas é do outro. Mas precisa mesmo a fazenda para ele trabalhar, não é assim. É isso que eu estou imaginando. Tức là của cái ông chủ đấy thì bây giờ vẫn có một đứa con nhỏ đúng không? Tức là Pai Jinyu chỉ làm trong khoảng thời gian dài thôi chứ không thể là vĩnh viễn. Đúng rồi, Pai Jinyu chỉ làm trong thời gian dài thôi. Chứ cái đất đấy là không cho Pai Jinyu hoàn toàn. Đúng rồi, không thể cho được, tại vì vẫn còn một cái đứa nó bé nó sẽ. Đúng rồi, chỉ cần là thời gian để cho Pai Jinyu làm việc thôi là được. Vâng. Để có ấy là được rồi. Eu não conheci. Vou Pai Jinyu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi xem đất nha mọi người nhé. Mọi người đứng chém gió trêu nhau một tí thế, bởi vì là trời mới mưa xong thì mọi người sợ là đi đường đấy nó cũng ướt đấy. Bông mai sư công katana quando về sẽ capi nơ de na frente. Você nai vai na frente capi do tudo. Não, você já sabe do caminho. Mais bom, mais velho. Đấy, đây là các bạn ấy là cũng chậm, không nhanh nhẹn như Antonio đâu. Đưa dao cho để đi trước chặt cỏ nhưng mà lại đưa cho ông. Đó. Mình thì mình không biết đường thì mình cũng chịu thôi. Đi đi. Nhưng mà được cái là bạn Pai Jinyu này là bạn hiền. Bạn hiền lành, bạn chậm nhưng mà bạn hiền lành. Ưng nhất là cái là thứ nhất là bạn hiền lành cho nên là mình giúp đỡ nó cũng thoải mái. Nhưng mà mình cũng nói trước với bạn ấy một vấn đề là khi mà mình giúp đỡ thì các bạn phải chăm chỉ làm việc. Nếu mà bạn không chăm chỉ làm việc, mình cũng nói trước với khán giả là nếu như bạn không chăm chỉ mà gọi là
như thế nào nhỉ? Không chăm chỉ mà không và hoàn không thành được những cái công việc mà nó gọi là có tính cầu tiến ấy, thì mình có thể dừng bất cứ lúc nào mọi người nhá. Giống như ngày xưa mà mình giúp cho các bạn xóm trọ ấy. Đó. Thì mình cũng đặt ra cái điều kiện cho bạn là như thế. Trước tiên là muốn giúp đỡ là phải như thế đã. Bây giờ là chúng ta sẽ đi qua cái chỗ đất nhá, để xem đất ở đấy chúng ta có thể làm được những cái gì ở chỗ đó nhá. Thấy bảo là đất ở chỗ đấy nó ở một vùng thấp, cũng có nước. Cái điều quan trọng nhất là có nước. Nhưng ở trong cái đường đi này vào thì hơi khó mọi người. Đường đi hơi bị phức tạp. Trong này thì đi xe máy vào đang còn khó, xe máy cũng không đi vào được đây này. Đi mỗi buổi này cũng vào sâu ấy nhỉ. Trong này mà vẫn có làng anh Quyết nhỉ. Ừ. Cái quan trọng là ở cái chỗ này nó có nước thì chúng ta có thể làm việc được rất là nhiều, rất là lâu. Để xem trong này có đông người ở trong này nữa không anh Quyết ạ? Ừ. À, em thấy trong này đi vào trong rừng sâu sâu này nhưng mà vẫn có những cái làng người ta sống ở trong này đấy. Đấy mọi người đi này, trời mới mưa xong ra mọi người bảo là cũng sợ là cũng ướt đấy. Ui, cỏ này cao. Đi cỏ ngập như này này đó. Đi về xong thì về là ướt là cái chắc chắn rồi. Ôi dồi, đi trong này đậm rạp thế. Anh Phong hôm trước đi cũng thế này à? Ôi giời, thế đi này bà và này thì làm sao được kê? Cái này thế thì không được rồi. Một cái mảnh đất mà đi vào rất là sâu này thì không biết là làm ăn được kiểu gì trong này đâu mọi người. Được cái trong này nếu mà làm thì không sợ trộm, hoặc là ít trộm hơn. Em nghĩ vậy. Hoặc là sau bạn ấy làm thì bạn ấy phải phát cỏ để làm cái lối đi. Đúng rồi, phải phát cỏ làm lối đi thì mới được. Vâng. Nếu mà đoạn ngắn thôi thì không vấn đề gì, còn nếu mà... Chắc có lẽ là thử thách đầu tiên cho Pai Di Nhù là phải là mở đây rộng con đường này mới được ấy. Đấy. Bây giờ mà không mở rộng con đường này thì đến người muốn giúp đỡ thì chưa chắc đã vào được kì. Đó. Mỗi lần đi vào thì cũng sợ ấy. Đây đất dưới này à? Chỗ dưới này hõm sâu này này, chắc là dưới này là có nước đây này. Đây ở dưới kia một cái chỗ rất là sâu mọi người ạ. Khá sâu. Ôi giời, đúng là trong này cỏ rậm rạp quá. Đấy. Khá rậm rạp mọi người. Mọi người trông để ý ở bên cạnh, ở một bên này là bên này người là ta đã trồng ăn ruộng, người ta này. Cuốc cỏ, rồi người ta trồng những cây ngô vào đây. Nhưng ở đây cơm nắng quá, là ngô rất là bé này. Đấy. Còn ở bên đường bên nửa bên này thì là cỏ, chưa ai làm gì cả. Đó. Đấy mọi người trông vườn ngô, thì ở bên trên là nó rất là nhiều cây xanh, nó cơm nắng này. Ở dưới thì cây ngô rất là bé, đậu từ đó cũng không phát triển được mấy. Mà trong khi đấy là trồng người ta trồng khóm rất là nhiều cây. Cái quan trọng là ở đây nó không có nhiều nắng quá, cho nên là cây ngô nó phát triển rất là kém, yếu. Khả năng mảnh đất này khá là xa mọi người. Mảnh đất này cụ thể là không phải là của ông bạn ấy, mà là ông khác, anh em ruột, anh hay là em ruột thì đấy của ông bạn này. Đó. Nhưng mà có con là công an nhưng mà ông đấy thì lại không làm việc ở đây. Ông đấy đi làm việc ở thành phố cơ, nhưng mà ruộng nương thì ông không làm. Thì ông công an đấy lại có một cái con nhỏ, thì ông công an đấy là đồng ý để cho Pai Di Nhù làm rồi. Nhưng mà mình cần phải nói chuyện rõ ràng là cái thời gian để cho Pai Di Nhù làm như thế nào, chứ không thì sau này mà ví dụ là đang làm dở thế ông đấy ông quay lại ông đòi đất thì cũng không được. Bởi vì là như mình nãy lúc nói là Antonio với Pai Di Nhù là ở hai hoàn cảnh khác nhau. Antonio là cháu đích tôn rồi, cho nên là đất đấy là chắc chắn là của bạn rồi. Còn đất này thì là Pai Di Nhù ở trong cái vị thế gọi là chỉ nhờ để làm ăn trong một khoảng thời gian nhất định. Ta qua gì? Quỳnh nghe vẻ mất kiên nhẫn rồi. Hôm nay em đi thì thoải mái mà.
Em đi thì không vấn đề gì, nhưng mà em chỉ sợ nó quá là sâu thì sau này còn đi lại nữa. Thì đi ở dưới đường nhựa kia lên có được không nhỉ? Đi gần hơn. Đi từ dưới đường nhựa lên có đường khác không nhỉ? Từ chỗ đường nhựa vào gần hơn à? Chợ đi vào gần hơn. Vâng, thì ví dụ như mình đi thì mình đi đường khác chứ đi sợ. Thật ra nếu mà đi ngày nào cũng đi như này thì khó khăn đấy. Đúng rồi, ngày nào cũng đi như này thì không đi được vì đường trong này rất là rậm rạp mọi người ạ. Rậm và nó đi sâu vào trong rừng vậy có tức là nó không thuận lợi cho việc mình làm việc lắm. Mình làm việc. Một phần nữa là đợt này đang mưa, đang vào cái mùa nó nhiều cây cối nhất rồi. Có một cái là nếu mà nó có nước thì mình có thể trồng cấy quanh năm được anh Quyết nhỉ? Cái quan trọng nhất là cái đầu tiên để cho mình quyết định đến xem cái chỗ đất đó là nó có nước mọi người ạ. Có các bạn ấy bảo là nó có nước đấy, là mình để mình đính chính công phi ma đấy kiểu. Tức là hôm nay là chúng ta là một là đến nói chuyện với ông ấy, thứ hai là mình đến xem là chính xác là có thể có nước hay không để làm việc lâu dài ở đấy được hay không. Bởi vì ở đây mà tìm được một mảnh đất mà có nước cũng rất là khó đấy. Đi này, cỏ này còn nút cả đến nửa thân người quỳnh rồi này. Đấy, hôm nay chủ yếu là đi khảo sát cái mảnh đất mà gia đình Pai Di Nhù để cho bạn đi làm ăn thì trông như thế nào. Chúng ta quyết định sau này là có làm ở đây hay không. Cũng như lần trước mọi người cũng thấy là Quyết cũng có một cái video cùng với Antonio đi với ông Sô Bà đi xem đất đấy. Pai Di Nhù Pega Kata là Icota. Ở cái chỗ đấy là đất rất là đẹp, rất là bằng phẳng. Thế nhưng mà mình với Antonio đã qua đấy vài lần để thuê đất ở chỗ chủ đấy rồi. Nhưng mà người chủ người ta không đồng ý cho mình thuê ở đấy mọi người ạ. Kể như mà mình họ cho mình thuê ở đấy thì quá tuyệt vời. Mình sẽ kéo tất cả các bạn đi về đấy làm thì ok hơn. Không phải đi nhờ cậy ông bạn đi để đưa đất cho bạn nữa, mà là mình sẽ trực tiếp mình thuê ở đấy để cho các bạn ấy làm luôn thì là quá tuyệt vời. Mẹ lên thì vẫn còn trẻ con lắm, đi ngang đường hái cây hái hoa. Đây hoa đây, đây là hoa phấn nhỉ? Hoa phấn đi anh, hoa hồng phấn màu hồng hồng. Khổ chưa, vẫn còn trẻ con lắm anh ạ. 16 tuổi thôi. Mai Nen thì chỉ có 16-17 tuổi thôi 16, các bạn ạ. Cho nên là bạn cũng đang còn trẻ con nhé. Hiện tại bây giờ chúng ta đã lên đất Aki nè. Komesaki nè. Ok. Ok. Tem na laranjeira aqui também? Ah, sim, tem. Em cima. Aí? É, mas a velha, quando está bom, é que vai passar à frente ali. Já. Ok. Ông bảo là cái đất này ông chỉ lên trên kia rộng lắm. Mà bắt đầu đã từ dưới chỗ này nha mọi người nhé. Mà đi lên tận trên kia là cũng có trồng cả cây quýt đấy. Đây là đi vào trong đất đấy rồi. Đây mọi người trồng là đất rất là rậm rạp. Rậm rạp hơn cả cái khu đất mà Antonio đang ở bây giờ ấy. Mà lúc đầu mà mình đến khu đất Antonio đã thấy nó rậm rạp rồi. Mà ở đây bây giờ nó còn rậm rạp hơn nhiều. Nhìn trông sợ nhỉ. Mình cũng hơi bị nản lòng rồi đấy. Chỗ này hơi hoang vu đấy. Esa ne, esa terra nu ne. Esa tu du ne. Ok. Entao precisa marca também, né? Marca. Sim. Bông mai si marca. Đây, đất ở đây. À, tem outra caminha. Caminho. Ở dưới này có một cái rãnh không biết là có phải là có suối không. E Pai Di Nhù, aqui tem água. Dạ, ok. Ở chỗ này mình vừa hỏi có nước không thì ông bảo là đi đến đằng kia dễ xem hơn. Thì chúng ta đi xem là chỗ đằng kia có nước hay không nhé. Cái mặt vườn Maneni đấy. Ê, bây giờ là hắn đi đến đâu là hắn có xoài là hắn bẻ. Chỉ thích ăn xoài thôi, chỉ thích tranh nhau xoài với Tony thôi. À, đây này, xoài rụng ở đây rất là nhiều. Có xoài ngon nhé Maneni ơi, toàn xoài ngon này. Cây kimui tu vô xe nâu này vả.
Đấy, rậm rạp chưa? Bị đúng như là vào trong cái rừng nguyên sinh luôn. Ở đây có một cái nhà đất này. Esa tambanye kazael. Esa nuteran. Atabong de poike poti aranzai ese parake. Moraki. Sinh esa so precisa aranza so. Đấy, ở đây là có một cái nhà đất đang xây dở này. Muốn ở tạm ở đây thì chỉ có xây sửa lại cái này thôi. Bởi vì là làm ở đây là cũng ấy thôi mà, có phải xây nhà kiên cố đâu. Chỉ là để trong này có một cái nhà sạch sẽ để làm việc thôi mà. Ồ. Ra bỏ đi. Đây, cái cành cọ này nó... À. Đây xuống dưới này. Xanh rau ban ấy. Ba gạt tuôn luôn ấy. Đây, chúng ta là đến chỗ cái con suối này. Ý giời, bài gì nè, mà nè. Mà nè, ba nhà. Đây chỗ này là sinh. Đây chỗ này là đào xuống chỗ này là có nước đây mọi người này. Như là chỗ này là đúng qua cái chỗ con suối chảy qua đây này. Aki limit đi nè. Limit đi aki, vậy là. Aki tam bang de phose. Na li cho nào, aki na pha đan sinh. Come sa aquí, né? Aquí esa vala. Esa vala. Sí. Vai lá, né? Ok. Ok. Até o tua terreno tá onde? Aqui, né? Vai dar tudo aí. Começa aqui, né? Sim, começa aqui para mim. Para lá em cima, né? Aqui tem casa lá embaixo aqui, né? Na rio, que onde Antonio leva água. Đây đi tận đằng kia cơ em ạ. Không phải là cái đây à? Không. Hơi quen quen. Không, hơi xa đấy. Em nhìn cái mảnh, cái cỏ đá. Nói chung là hôm nay đi vào được trong này, nhưng mà hôm sau mà đi vào nữa mà một mình thì chắc là không vào được luôn đấy. À, aquí no tengo bairro. Peso amor aquí. A distancia. Aquí muito fundo, você aguenta morar aquí sempre. A casa vai ficar ali no bairro, depois eu saio dali e vim trabalhar aqui. Tức là sống ở trong kia cơ. Còn ở đây chỉ làm nương thôi. Đấy, thì vậy là hôm nay chúng ta đi xem mảnh đất của bạn đi, như thế là sơ sơ là chúng ta xem như thế đó mọi người ạ. Aqui passa passang na 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 rua. Paizinha. O Tony parece. Você não controla de noite. Todo gato não rouba. Nada, sempre está aqui de noite. Được rồi, thế hôm nay chúng ta xem là ở đây là có một cái rãnh nước chảy qua và chỗ này là đào xuống là chính xác là có nước, khả năng là cũng đào ao được ở đây đấy. Nhưng mà để mà đào được đây cũng khá là sâu, nếu mà để ra nước cái này khá là sâu, bởi vì tính từ cái mảnh đất, từ cái đoạn đất trên kia mà đào được xuống chỗ này là bắt đầu có nước đã phải 2 mét, thì phải đào sâu xuống hơn 2 mét thì rất là rộng. Ở trong này thì đúng là chỉ đào thủ công chứ cần xe cộ thứ không vào được trong này rồi. Dạ, ok. Vậy đấy. Vamos que vamos bài dài nhá. Dạ, vamos voltar. Ah, dạ, vamos passar ali. Ah, ok, ah, tá bom. Ok, vamos assim, tá lá. Bom. Dạ. Yeah. Bây giờ là chúng ta sẽ đi ra đường khác mọi người nhé. Ông bảo là ở phía đằng kia đi ra thì gặp một cái chợ để đi vào trong đường cái. Chúng ta sẽ đi ra từ cái chợ đấy xem là tính từ chỗ đấy vào có gần hơn là đi từ cái đường nhà ông vào đây không nhé. Nếu như mà ở chỗ đấy đi vào trong này mà gần hơn thì tốt quá, chúng ta sẽ mở đường đi từ đấy vào trong này thì hợp lý nhất. Ra vang vang công phu kể công phu, bây giờ đang còn mê công phu kìa mọi người kìa, nhọc lắm cơ. Tên mê đủ bây giờ là chúng ta đang đi ra nha mọi người nhé. Thì cái đường đi ra trông nó cũng rất là rậm rạp như thế này luôn mọi người ạ. Đấy. Đây, đi đến ông bà chỗ đất này là chỗ của người khác họ đang làm rồi đây này. Đấy, đất aquí también de nos. Lên trên kia. Lên xin mà. Lên trên kia luôn. Ừ, tức là đến đây xong lại vòng lên trên này. Nó có cái aquí es muy toque. Se você conseguir cuspir, você poderá ficar atrás para não ver você. Đang cắt cỏ, phát cỏ đây này. Nhưng mà như mình thấy rằng là cái đường đi vào rất là khó. Đường đi vào rất là khó luôn. Cái này là mọi người trông thế này, cái đường đi rất là chập trùng và khó.
thì không biết là có đi vào được trong này để làm việc cùng với bạn được hay không. Để xem mình sẽ đi thêm một đoạn nữa xem thế nào anh ạ. Chúng ta sẽ đi thêm một đoạn nữa xem sao. Để xem lối ra. Bởi vì là muốn làm được thì cái giao thông nó cũng phải thuận tiện đã. Thế xong rồi là đồ đạc mang vào. Đồ đạc mang vào nó cũng phải ấy, phải thuận tiện được thì chứ không thì bây giờ bản thân cái người làm đi vào trong này đã khó khăn rồi. Xong cái người giúp đỡ mà cũng không vào nổi nữa thì mệt lắm. Nghe có vẻ chập trùng điệp điệp. Cái này chắc là phải để hỏi xem ý kiến của khán giả xem. Khán giả xem là liệu có quyết định là chúng ta làm việc cùng với bạn ở trên cái mảnh đất này hay không nhá. Thì mọi người chắc là mọi người hãy cho mình xin ý kiến xem là có cùng bạn đi làm ở trên cái mảnh đất này được hay không. Bởi vì là từ cái trung tâm chỗ mảnh đất đấy, bây giờ là đang đi ra ngoài đường. Khả năng là mình nghe thấy tiếng xe ngoài kia rồi. Thì cái khoảng cách đi ra ngoài đấy chắc cũng khoảng tầm 500m. 500m đường đi như thế này này. Mà nó còn có đoạn lên, đoạn xuống luôn, chập trùng như thế này luôn. Đó. Ở đây mọi người để đất trống nhiều. Chỗ này những cái đất này đều này của chủ. Đây là chỗ này họ trồng sắn rồi đây này chứ không phải đất trống đâu. Đây mọi người trồng này. Trồng sắn này. Ở đây là họ trồng sắn rồi nha, nhưng mà cỏ họ để rất là nhìn như cỏ hoang vậy đấy. Đúng rồi, mà trông như hoang ấy. Trông như hoang đấy. Nhìn là tự nhiên lại nghĩ là cây hoang mà có sắn mọc. Rồi, mọi người khán giả xem video, mọi người cố gắng kiên nhẫn xem đến hết video để xem là cái chúng ta có thể vào giúp bạn ở trong này được không. Đó, đây bây giờ là vẫn đi ra như thế này đây này. Đường cứ như thế này. Từ cái trung tâm, từ cái mảnh đất ở trong đấy đi ra đường ngắn nhất là cũng khoảng tầm 500m đi bộ đấy. Mà đường nó cứ như thế này rậm rạp nhé. Đây bắt đầu mới có người này, đi từ nãy giờ mới gặp người. Nghe có vẻ khó khăn đấy. Đây, cây chanh họ để rất là to này. Cây chanh to chưa? Bà ta đi. Bà ta xin papa. Dạ. Xin obrigado. Ta qua gì? À vô. Đấy, đường ở trên kia kìa. Đi đường của nhà Antonio rất là dễ đi nhá. Đúng rồi, đường nhà Antonio đi vào thực ra nó dễ hơn rất là nhiều. Đường nhà Antonio hàng ngày có người qua lại rất là đông đấy. Cũng không phải không có tiếng xe ô tô các thứ thôi nhưng mà vẫn có người qua lại nhé. Ở đây thì có vẻ là hơi hoang vu. Ở đây thì hơi vắng này, hơi ít người. Đấy, bây giờ là chúng ta đã đi ra đến đường kia kìa, khoảng 500m mọi người, 500m để ra đến đường. Và bây giờ ra đến đường xong đi bộ vào cũng khá là xa. Đi bộ đến nhà Antonio thì cũng khá xa đấy. Mình không bấm giờ để xem khoảng bao nhiêu phút mình đi nhỉ anh nhỉ? Có đấy, ở khu này là có. Agua de tubo de alus. Depois lá para março, abril, água, sai dali. Dạ. Đấy tháng 4, tháng 5, tháng 4, tháng 3, tháng 4 là bắt đầu có nước nó chảy ấy. Bắt đầu tháng 4, tháng 5 là nước nó chảy ở sông rồi. Còn bây giờ là thời gian bây giờ là chưa có nước chảy ra mọi người ạ. Đó là đất ở đây khá là tốt, nước thì cũng ok đúng không? Đây như có những cái vườn ngô họ trồng, bây giờ là ngô nó cũng đã lên tốt rồi này. Có chỗ ở đây thì họ trồng ngô cũng thưa hơn. Chỗ nào nhiều nhất cũng chỉ có 3 cây thôi. Đây, nhìn cây nào cái đây nó cũng mập đây mọi người này. Đây 2 cây này. Đấy, chỗ nào nhiều nhất cũng 3 cây. Nhưng mà đây cũng họ bên cũng cạnh cỏ này cũng rất nhiều, chắc là họ chưa kịp làm. Vâng. Sắn đây. Sắn rất là thưa đấy. Mọi người trồng từng mô cũng được nhưng mà nó hơi thưa. Vậy xong rồi sau cỏ là chính, sắn là phụ thôi. Rồi bây giờ chúng ta đã lên đến đường cái rồi mọi người này. Lên đường cái rồi nhá. Khoảng cách là mình tóm tắt lại cho mọi người là đi đường vào cũng rất là chập trùng. Đường vào từ đoạn đi đằng kia thì hơi xa, đi đường này đường ra thì cũng gần một chút nhưng cũng rất là chập trùng. Đó. Đây ở trên này là đường cái. Wow. Đâu đường cái đâu anh? À đi đến kia là đưa ra đúng đến cái chợ. Wow, từ cái chợ này đi bộ về nhà tôi nó xa lắm. Đấy này phải đi đường từ cái chợ này đi về nhà Antonio phải mất này, gần một cây nữa, gần một cây đi bộ nữa. Đó. Đây ra rồi, em ra đường cái này mọi người này, mà chợ ở đằng kia kìa. Đó. Ở chợ ở đây này. Ôi giời. Yeah. Mệt đấy, mệt đấy.
Wow, ta đi. Kia là xe các thứ, xe người ta để đi đón người đi làm nương làm rẫy về, kiểu người ta ra đến cái chợ này xong người ta đón quay về. Ra vào một cái vôn ta ra. Mệt đấy mọi người ạ. Thôi được rồi, video hôm nay sẽ kết thúc ở đây nha mọi người nha. Bây giờ mới đi ra được đến đây này. Rồi. Rồi xin chào mọi người nhá. Đó, hôm nay là video mình đi đúng là từ đi xem đất cho nhà bạn có đất để của nhà bạn Pai Di Nhù đấy, để xem kế hoạch xem đất nước nó như thế nào. Nói chung là khá là xa, khá là rậm rạp. Đường khó đi đấy. Rồi, tạm thời như thế đã. Video đến đây kết thúc nha. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt mọi người nhá. Okay, xin chào mọi người. Xin tạm biệt mọi người nhé. Hẹn mọi người video tiếp theo mọi người.